Kamen Rider Knight. Anh tên là Akiya Marin, là một anh chàng lãnh lùng tham gia vào trận chiến của Co-Rider để đạt được điều ước cứu lấy vị hôn thê, người đã bị bất tỉnh sau khi chạm trán với chính Darkwing và cũng là quái vật hợp đồng hiện giờ của anh. Xuyên suốt các tập phim, khán giả thường thấy Rain không có một công việc gì ổn định như Co-Rider khác, mà chủ yếu tập trung vào các trận chiến ở thế giới gương. Anh là người nhận được deck ngay từ trước khi cốt truyện bắt đầu. Rain cho thấy mình là một Rider có khá nhiều kinh nghiệm, cũng chính vì thế mà ngay từ ban đầu, Rain khá coi thường sự non nớt và ngây ngô của Shinji. Có đôi lúc hai người đã đối đầu, nhưng khi càng sát cánh bên cạnh Shinji, Rain đã chấp nhận Shinji là người bạn thân nhất của mình. Nhưng chiều chiều thay, Shinji đã gục ngã trước mắt anh trong tập 49, điều đó khiến anh ta có phần suy sụp, nhưng vẫn chiến đấu để chống lại Kamen Rider Odin và trở thành Rider trụ lại cuối cùng. Nên có thể thấy, bề ngoài lạnh lùng của Rain thực chất chỉ là vỏ bọc cho tâm tính tốt bụng với nhiều mâu thuẫn nội tâm. Với Dark Visor và Wing Lancer, Kamen Rider Knight chiến đấu thiên hẳn về các chiến, kết hợp với nhiều tiểu xảo như Nasty Vent hay Trick Vent. Và không thể không kể đến Final Vent Flying Lancer, khi Knight tạo thêm một mũi khoan lốc xoáy từ trên không để xuyên nát mọi kẻ thù. Vào giai đoạn sau này, Knight cũng có cho mình dạng survive riêng,